Rồi cả nhà xem nè. Một mẹ đẻ một Đấy là bầy vòng con. ngoài nó đẻ trước này, xong đấy vòng trong bắt đầu giờ nó đẻ tiếp này. Wow. Đấy, nó đẻ hai vòng ấy, cái này là cái mẹ của nó này, một góc thôi, cái khủng lắm. Wow, đẹp quá. À, đấy giống chuối ngọc đứng. Chuối ngọc đứng. Nếu như một chậu như thế này thì anh bán thì bao nhiêu tiền anh? Mình đang bán ra chỉ có 50 ngàn thôi. Ồ, cả nhà xem. Một cái Nó to chậu như đùng. thế này rất là đẹp. Đấy, Chỉ bán có 50 ngàn thôi. Hi, chào tất cả cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với nhà Toản nha. Hôm nay Toản sẽ dẫn cả nhà đi xem một vườn sen đá của anh Hoàng. Anh Hoàng ở đèo Mimosa, phường 10, thành phố Đà Lạt. Anh có một cái vườn sen đá rất là đẹp. Khi mà Toản thấy được cái hình ảnh sen đá trên Facebook của anh, là quyết định là đến quay để gửi đến cả nhà cùng xem. Chào anh Hoàng. Rồi, xin chào. À, cái vườn sen đá này của anh Hoàng làm được lâu chưa anh? À, cái này thì mình cũng mới làm thôi, tại vì là làm được khoảng 2 năm. Mình có một vườn hoa hồng ngoại, nhưng mà vì đam mê thêm sen đá nên là phát triển thêm cái này. Đấy, thì cũng mới phát triển được vườn, cũng vừa vừa. Anh nói vừa vừa chứ lần đầu tiên Toản thấy một cái vườn sen đá mà nó nhiều như thế này á cả nhà. Sen đá của anh là có tổng cộng là bao nhiêu loại trong đây? Cái này vườn sen đá của mình chắc cũng được khoảng mấy trăm giống, chả đếm nữa, chắc được mấy trăm giống thôi. Nó hơi đa, sen đá thì nó rất đa dạng về giống, nhưng mà giống thì mình sẽ chọn lọc những cái giống nào nó phù hợp với khí hậu của Việt Nam, hai nữa là với là nhu cầu của người chơi. À, bây giờ thì cả nhà cùng đi khám phá vườn sen đá của anh Hoàng cả nhà nhé. Xong rồi xong chảo xong xong thùng chảo thùng thì đưa ra trồng được hết mâm tí ơi. Nhà xem vườn sen đá của anh Hoàng rất là rộng. Nguyên cái vườn này là hơn 4.000 mét vuông và anh dành khoảng 2.000 mét vuông để làm sen đá cả nhà. Đây, chụp hình xong rồi xong thì cho nó ra đây luôn rồi này. Đấy, À, vậy sống không anh? nó sống bình thường mà. Hôm kia Toản thấy Đây. đây mà Đây, cả đây nhà là xem tạo này. kiểu cho nó. À, anh ghép hai cái lại Không ha. không ghép, nó là một thân á, không có ghép gì cả. À, Thích thích thì hai hai. tạo hình tạo kiểu cho nó đấy thôi. Đấy. Ủa là cái này là nó lên ngọn hả anh? Không, nó là thân của nó, nhưng mà do mình tạo kiểu bằng cho nó thiếu diệp lục, thiếu ánh sáng ấy. Dạ. Nó để nó không quang hợp được.
thì nó sẽ vươn lên nó tìm ánh sáng, xong nó dài như À. thế này À này. Thì dạ gốc của rồi. nó là gốc bình thường mà đâu có ghép, có ghép gì đâu, nó Dạ là một rồi. thân ấy. Thì chứ bình thường nó là cây bụi, cái bụi cái này nếu mà đúng là cái đầu này nó phải nằm ở dưới này, nhưng bây giờ mình tạo kiểu mình kéo cái khúc này nó lên, nó À. cao lên, lên tự do luôn đấy. Đây, để mình Nó xem. là có lá như thế này này, do là mình thích thì mình bẻ cái này đi, xong Mình rồi bẻ bớt. mình chơi hai khúc, khúc giữa chả có cái gì cả, nhưng mà đúng ra thì nó vẫn có đấy đấy. À, em hiểu rồi. Ừ. Cái này tạo kiểu cho nó đấy, đây hả, xong rồi bỏ đi cái này thì nó ra cái này đấy, bệnh nghề nghiệp rồi, nên là nó nhìn thấy cái gì nó hoa văn tí cứ vẽ thôi đấy. Xong bây giờ mình cắm vào đất thì nó sẽ ra rễ ở chỗ này đấy, giống bình thường. Quanh năm suốt tháng là ví dụ là mùa này nó màu không được đẹp, nhưng sang mùa nắng màu nó đẹp ấy, Dạ. mà gần như không, có thể là tuần không tưới nước cũng được, Không cần tưới nước không cũng được. cần tưới nước cũng Dạ. được, quên cũng được, phân phân có thể là quên cũng được, nhưng mà cây khác thì quên không có được. À. À, cây sen đá nó hay như thế. Vậy là sen đá là ở Việt Nam mình chỗ nào cũng trồng được đúng không anh? Đúng rồi, giờ thì gần như chỗ nào cũng trồng Dạ. được, tại vì ngày trước người ta chưa biết thì bây giờ thì nó gần như nó người ta biết cách trồng rồi ấy. Dạ. Quản lý thì chủ yếu là quản lý nước đó. Nó là Dạ. cây mọng nước mà nó có cái lượng nước ở trong cây nó nhiều rồi. Dạ. Nhiều khi cây cỏ mà em để cái cỏ mà khó như kiểu cái cỏ mần trầu mà nó thuộc dạng dai sống nhất ấy, Dạ. mà nó mọc ở trong chậu sen đá mà em để quên, mà chậu sen đá không chết mà cây cỏ chết khô À. Vậy là cây cỏ chết chứ sen đá không chết được. đấy, cỏ chết luôn, sen đá chả chết mà nó dễ tính. Vì cái sen đá của mình á, cái có cái giá thấp nhất là bao nhiêu anh? Cái này 10.000 cũng có, 10.000 cũng có. Còn có cái loại nào mà cao cao nhất là bao nhiêu anh? cao nhất thì tiền triệu cũng có. Tiền triệu anh. Cái cây nào tiền triệu đó anh có thể chỉ giúp em được Đây không? là những cái cây, ví dụ cây này này, cái này là phải nhập rồi này. Đây, những cái cây này này, mấy cây này nữa này, cái này là cây thụ nuôi lâu năm này, những cái dòng này là Cái này dòng là cái lâu năm nên nuôi lâu thì nó sống cả hàng mấy chục năm mà. dạ. Cái này mình gọi là sen đá gì ạ? Cái này là hồng mập. Hồng mập hả? Nhiều tên lắm, nói chung Hồng mập. tên tên thì hàng ngàn Sen cây. đá cả nhà, nó rất là hay. Một cái là mà các cái chậu bể như thế này nè, mình có thể tận dụng để mình làm thành một cái chậu sen đá nhìn rất là hay luôn. Đấy. Nên là chậu bể nha cả nhà. À. Đấy. Tức là xong nồi, xong chảo, xong xong thùng chảo thùng gì đưa ra trồng được hết. Mâm đĩa gì, chén bát gì đều bể đừng có dục đi. Đem ra trồng hết. Ừ, lỡ trở về bể lại tạo kiểu cho nó. Dạ. Tiểu tạo kiểu khác. Dạ. Không. Cái này, đây. Đây cái bể này. Trồng tiếp. Mà để dành để làm tiếp à, À, cũng cái này hay. là chả vứt cái gì cả, cái này là tận dụng tất cả mọi thứ. Cây cây như vừa chơi gốm đó. Tức là sen đá nó sẽ có đa dạng để mình chơi ấy. Dạ. Nói chung đam mê gốm sứ nữa thì sưu tập những cái đấy về mình trồng mình chơi. Xong rồi bỏ theo tầng ấy, thiết kế theo kiểu kiểu như thế nào mình thích ấy. Dạ rồi. Đấy, xong Trong rồi bắt đầu lấy giá thể rồi lấy cây về trồng. Vài tháng nó to lên dạ là thành một cái vườn chơi mà. dạ Mua những cái cây vừa tiền xong rồi về chăm lên tháng được sau, tháng sau em sẽ làm một cái kệ đó. về về thiết kế cái kệ xong rồi hàn lên Dạ khung sắt lên, dạ xong rồi cái đó em gửi cho mấy cái mẫu mà làm dạ rồi về dạ hàn mình đây lên. Cái đấy là kim tuyến, kim tuyến nha, nguyên một vạt luôn. nó lên như thảm lắm, nó nhiều nhiều giống nhiều tên lắm. Phật bà này Cái vừa thảm cao này mình trồng ngoài trời nó vẫn sống đúng không anh? sống nhé, thằng này khỏe này. À vậy cái Khi mà này. đã thuần được rồi thì bỏ ngoài trời thoải mái, nó chịu được mưa nắng ấy. Nó Vậy già cỗi, nó quen thời tiết và nó thì đẻ nhanh không anh? Cái này nó nhanh đẻ nhanh nhanh. nhanh. Cái này mới có mấy tháng chứ mấy. Ủa mới có mấy tháng thôi đó hả? À cái này là để treo, Treo nhà lên, anh chị nào mà có ban công nè có treo thể lên, mua để treo lên. nhưng mà nó có hương thơm, càng nắng nó càng tỏa hương, À quanh năm suốt tháng có mùi thơm. vậy là cái này trồng ở chung cư thích hợp nè. Chung Quen chung quen cư. 10 ngày không tưới nước cũng chả sao, Ồ. 10 ngày 15 ngày gì cũng được, tức Treo, là cái này chuyên để treo. có thể quên nước là nó không chết chứ dư nước là nó chết. Cái này là bướm trắng nha cả nhà. Cái này đưa ra ngoài nắng là nó trắng tinh luôn. Cái này là bướm va này. Này bướm va này có màu màu vàng vàng á, như kiểu mà lan đột biến ấy.
ổi này, cái này do dư nước ấy. Thôi là bẻ cho thôi, nó lan đúng không anh? Thì bỏ nó đi thì càng tốt. Cái này gọi là ếch, ếch lửa. Ếch lửa. Là ruby xanh. Ruby xanh. Ủa anh ươm trong bao lâu nó mới ra được vậy anh? Cái này làm giống từ cái đợt tháng mấy đó? Tháng 8 à? Tháng 8. Tháng 8 là hôm nay 4 tháng, 5 tháng à? 5 tháng. Thích ghê á. Ok. Màu đỏ ửng anh. Màu đỏ luôn. Cái giống này nè. Do đây là ở trong vườn mận tím à. Nó tên là mận tím anh. Kiến thức từ cây hoa hồng đưa sang anh chứ. À. Nó chết hết. Ủa hồi trước anh học nông nghiệp hả? Chả học gì cả. Tự mò mò thích đam mê này nó lại làm thôi. Dạ. À, chứ còn đợt trước là lứa đầu tiên vại từ dạ. Trước nó lứa đầu tiên là gần như cái vườn này chết hết. Dạ. Xong rồi gây lại đấy chứ. Mà lượng cây giống nó khủng khiếp lắm chứ, nếu mà tính đầu lá ra là nhiều lắm chứ. Có ai chỉ cho mình đâu. Xong rồi bắt đầu mới gây lại. Dạ. Làm lại thì bây giờ nó có kỹ thuật rồi là nó dễ lắm. Dạ. Gần như là sống hết. Dạ. Mà nó nhanh nữa. Bắt đầu làm là phải thử nghiệm chứ mấy kiến thức này chả ai chia sẻ cả. Dạ. Yeah. Mình có học chả học nông nghiệp ấy. Sinh ra thì từ nhà nông ấy, nhưng yeah. mà không có được học. Là gốc mà. Gốc nông là làm còn mau hơn đi học ở trường nữa. Kiến thức mình học à, nước đá thì có thể phải khoảng 5 ngày tưới nước một lần. Dạ. Yeah. 3 ngày chẳng hạn, 2 năm tùy vào thời tiết. Dạ. Yeah. Nhưng mà hoa hồng thì gần như ngày nào cũng phải tưới. Dạ. Yeah. Nó sẽ dư nước ở cái này. À nó dư thì nó sẽ phải thối. Hai khu vực khác nhau. Ủa rồi nếu như mùa mưa á, mình trồng hẳn ra ngoài trời thì nó chết không anh, như Đà Lạt mưa nhiều nè. Nó sẽ có một số giống có thể chịu được nước, có những giống không chịu được nước. Như giống này chịu được nước không anh? Giống này thì chịu được. Dạ. Những giống nó khỏe. Dạ. Nên là mà hai nữa tốt nhất là có mái che thì tốt nhất, tại vì à. Mùa nó mưa liên tục ấy, cây nó sẽ không chịu được. Vậy vậy thì cần trồng cái trong mái che. Trồng trong mát thì tốt nhất. Chứ không đưa ra ngoài trong mát mà à. Cái nhà lồng này là không có mát, nhà lồng này nhiệt độ còn cao hơn ở ngoài trời nữa. Dạ. Nhưng mà cần tránh mưa nhiều, ví dụ mưa 1-2 ngày thì được, mưa còn Đà Lạt mình có thể mưa cả tháng. Dạ. 2 tháng cũng nên. Dạ. Chẳng ngớt. À vậy là tránh, nói chung là tránh tránh trồng ra ngoài trời. Muốn trồng thì phải có mái che. Kể cả ở mái xứ nóng cũng hơn. Nên có mái che, tại vì là nó sẽ có một cái mùa là mưa mưa liên tục hoặc mưa dông mà mưa lớn quá. À. Có những cái sen nó có phấn. Dạ. Nó sẽ bị mất phấn, mất đẹp. Dạ. Nó rất đơn giản nên là trồng, những người chưa biết trồng thì trồng nó chết nhiều, nhưng mà khi mà người ta quen rồi, biết một số kỹ thuật của nó dễ. Dạ. Và sen đá nó nhìn nó hay hay. Càng nuôi nó càng to. Dạ. Chắc sen đá em nghĩ chắc mấy chị sẽ thích nhiều đúng không anh? Đúng rồi. Chị ông gì cũng thích. Cái này va này. Đột biến đấy. Cái này gọi là tay gấu ha. Tay gấu. Giống tay gấu không? Ồ. Giống cái tay của con gấu à? Dạ. Đó, nó nhiều tên. Xem sen đá. Ươm như thế này này cả nhà. Đó. Dạ cho một cái. Em nè. Đấy, đang ươm này, đang ươm nè. Nó cứ lá là cứ lạc xong rồi thả xuống là nó lên thôi. Nha xem nè. Giống không có diện tích để làm. Đó. Xong rồi hồi đầu thì mới là tiết kiệm từng cái mắt một, cái đợt này nó nhiều giống rồi vứt búa vào chùa này. Đá không? Sen đá đây, anh ném bậy thôi mà nó cũng lên. Cứ thấy cái gì dư là cứ. Nhưng mình không biết mà mình ném bậy là nó đi luôn ấy. anh Hoàng sẽ ươm các cái lá đó cả nhà. Cái lá ươm trong các cái khay ươm như thế này. Hoặc là cả nhà thấy không? Đang lớn lên rất là đẹp. Ủa anh, cái này có phải là cái chậu mẹ bồng con hồi nãy không anh? Ừ, không, cái đấy cái khác, cái đấy Phật bà. Mẹ bồng con là khác. Đây. Cái này là sen đá Phật bà.
giống cái tòa sen. Cả nhà thấy không, sen đá không có bỏ cái gì cả. Những cái mà già rồi, cắt là bắt đầu già rồi là sẽ ngắt rồi thả xuống như thế này đây. Từ từ nó lên tiếp. Thật ra nếu như nhà ai cũng có thể trồng được một cái khoảng sen đá nhỏ như thế này. Rất là thích cả nhà nha. Bạn đến đây sắp tới khi mà về nhà đó thì bạn sẽ làm một cái luống sen đá tầm khoảng 10 mét vuông để cho mấy mẹ con chơi. Ngoài sen đá thì anh Hoàng có nguyên cái vườn hồng bên kia. Toản sẽ đi qua bên kia quay hồng cho cả nhà cùng xem nha. Có rất là nhiều các cái loại hoa hồng trong đây. Hoa hồng sẽ khó vận chuyển hơn sen đá. Cảm ơn anh Hoàng đã hướng dẫn em trong buổi sáng ngày hôm nay, cũng như là cho khán giả kênh Nhà Toản xem một vòng rất là nhiều các cái loại sen đá. Và cả nhà có nhu cầu muốn đặt sen đá thì cả nhà liên hệ với lại anh Hoàng. Toản sẽ đặt cái số điện thoại của anh Hoàng ở trong cái đoạn mô tả video, để có thể đặt trực tiếp với lại anh Hoàng nha. Cảm ơn cả nhà đã xem vlog rất là đặc biệt này của Nhà Toản. Hẹn gặp lại cả nhà trong những vlog tiếp theo vào tối thứ ba và tối thứ bảy hàng tuần. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Nhà Toản nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.